lại phải quay lại các bạn ạ. Trận vừa rồi đánh rồi 0-8 phế quá. Thằng dài, tại thằng dài mày tranh mít của tao, không biết chơi mà tranh mít của tao. Quay đánh trận 0-8 anh ơi. Ờ ông này đánh uy tín rồi gì. Anh Nguyễn mình đã quay một video rồi chứ. Quay video mấy chục phút rồi luôn. Ê mình sâu quá, mình quay video mấy chục phút rồi. Ở đâu rồi, cái video ở chỗ nào? Mình quay video mấy chục phút rồi luôn. Mấy chục phút rồi hết mà phải hủy đi. Đâu rồi, đây. Đây, 18 phút đây đúng không? Ừ, 18 phút công quay rồi. Quay ra, quay màn hình ra. Để các bạn phải quay lại, có đoạn đầu nói hay quá, thôi các bạn nghe lại nhé. Hai cho anh em vào chuyện nữa, mình từ lúc ấy chỉ đặt. Ờ, từ từ xem còn đang quay không? Ừ, vẫn đang quay. Ờ, nói đi. Hai cho anh em vào chuyện nữa, mình từ lúc ấy chỉ đặt. Giúp quay chuyện bạn trong video ngày hôm nay. Nhận được phản hồi rất tốt của các anh em khi mà mua ạc liên quân của mình. Ai mua về cũng phải khen là ạc quá ngon, mà tại sao lại bổ rẻ được như vậy. Đấy thì mình cũng xin thưa luôn là mình vẫn nói là tất cả các ạc liên quân mà mình nhận đấy thì đều là ạc của các anh em chơi liên quân và chơi quyền đội 98, không biết cái chỗ khác bán này nhờ mình đăng bán. Nên thành ra là mà mình thì mình chỉ nhận, mình biết là kênh của mình là kênh chuyên về quyền vương A79 tướng và 100 trang phục nha các bạn nhé. Để vừa nghe mà vừa xem hình ảnh nhá. Đấy, mình thì mình chỉ chuyên về dòng quyền vương 98 thôi, thành ra là liên quân nó chỉ cái phụ thôi. Đấy, thành ra là phải thật ngon mùi rẻ thì mình nhận, còn không mà giá gọi là đúng giá ấy, thì các bạn vào lên cái chỗ khác các bạn mua, còn mình thì phải ngon mùi rẻ thì mình nhận, còn không thì thôi. Nên thành ra là ạc của mình ngon mùi rẻ thế. Nếu các bạn ấy cũng dễ tính đúng không? Nói thật là các bạn này, các bạn ấy thì nói thật cũng không chuyên về dòng game, không chuyên về buôn bán, nên thành ra là thì bán được đồng nào thì nói thật nó hay đồng đấy. Nên các ạc thì đều các bạn nhìn thấy tướng nước trang phục đều hủy. Các anh em chơi thoải mái tẹt ga luôn. Rồi đây là cả tướng lẫn trang phục luôn nhá. Đấy, các bạn cùng nhìn. Rồi lại có ra cái băng quyền quán vương rồi. À băng quyền quán quân này. Đấy, thì nó sẽ đánh cái này các bạn nhá. Khá là hay. Ameli tai thỏ à? Ừ, tai thỏ may mắn. Ok. Rồi nhìn tiếp bên dưới nhá. Jon gì đây, đẹp thế. Lam thần giáng sinh đẹp nhá. Con Jon này cũng chung nhận cũng nhiều cái trang phục gọi là đẹp. Nhiều trang phục trông phê. Anis Bắc Băng Vương. Dùng lửa Bắc Băng Vương. Nó cứ tạo ra những trang phục buồn cười. Đây là quy cái gì đây? Đặc cụ cáo tiết này. Rồi ok, Kai dây trông lại ấy. Siêu đồ bếp. Không hiểu câu chuyện gì luôn. Kai siêu đồ bếp. Này. Hơn 100 trang phục cơ mà. 100 bao nhiêu trang phục? 105 trang phục cơ mà. 79 tướng. Ok. Akai gọi là cái gì các bạn? Akai cái là rank hơi bị cao ấy. Rank cao thủ mấy chục dao ấy. Đúng rồi, trước cái gì mày đánh gà thế. Nó chọn mất con mid của mình, thành ra là bị hố. Ok. Akai thì cái gì nhỉ? Chủ yếu là bảng ngọc thiên hướng về mặt tấn công, nghĩa là AD sát thủ pháp sư các bạn nhá. Chỉ bảng ngọc tanh của nó là hơi cùi đấy. Đấy, nhưng mà các bạn biết là để lên được cái rank cao thủ 17 sao thì các bạn biết là người chơi ra có trình độ thế nào rồi. Đấy, kỹ năng phải gọi là cực kỳ cao. Và bảng ngọc là bảng ngọc ngon. Đấy, bạn ấy chơi toàn chơi pháp sư với cả sát thủ với AD thôi, không chơi trợ thủ mấy. Nghĩa là bảng ngọc bạn này mà bạn nói thật là nó không được hoàn hảo như là hai hạc trước. Đấy, nhưng mà theo mình đánh giá thì vẫn là rất là ngon. Đấy, với tướng trang phục rất nhiều bảng ngọc của. Đấy, có mỗi ngoại trừ bảng ngọc theo kiểu hướng tanh là hơi yếu. Còn pháp sư và AD sát thủ vân vân. Solo đường đều rất ngon. Ờ đâu rồi nhỉ? Mình chọn trước ở đây. Ở đây. Chọn nhá. Đừng nào chọn tao ấy. Trước thằng kia chọn đã làm ông mày làm cái phế ở trận. Nói bên giờ chọn Batman bên mình ấy. Không nào trợ thủ thằng nữ bối trợ thủ. Đúng không? Nó cứ nhâu đánh mình ông bố cha một cái gì. Tức tật. Ờ thả thon à. Phoenix kệ chúng mày, kệ chúng mày. À cứ chọn ra thôi tính.
Rồi, đây là đấm theo kiểu ôm bom các bạn nhá. Tăng thêm 30% sát thương gây ra nhưng mình cũng phải tự chịu thêm 2%. Rồi, ok boy. Xem còn cái bảng học gì sao? À còn cái đồ gì sao? Ok, cái này tốt nhất rồi. À, đúng trang phục ngon luôn. À, sao nữa nhỉ? Trợ thủ dùng dùng cái này à? Hay là dùng bộc phá cho khỏe nhỉ? Hơi phân vân đấy. Thon này. Arthur này. Brick này. Ừ thôi thôi, dùng mình nghĩ dùng cái này được rồi. Cho nó đột phá các bạn ạ. Đuổi nó cũng dễ. Đây à đây tranh tranh của mình sâu các bạn, bảng ngọc đúng không? Đấy. Đây bảng ngọc đúng về phép luôn. Còn các bảng ngọc khác này, đây là bảng ngọc của sát thương cộng với cả tỷ lệ chí mạng này. Sát thương chí mạng đến 32,4%. Quá kinh. Đây là Murad MTP này. Đi top này. À, Maria đi. Khá đơn giản đúng không các bạn? Đấy, cao thủ 17 sao bình thường. Rồi, team này ngon các bạn này. Đấy, trợ thủ có AD sát thủ có, mình là con sát thủ đấy. Hai AD, mình lại kiêm vai trò sát thủ luôn. À rồi Ngộ Không đánh nha, bây giờ sẽ hơi bị lằng nhằng đây. Đối phương mình sẽ đối đầu với ai đây? Grixis. Rồi, không không khó khăn lắm. Ừ. Ngộ Không thì thật sự cũng mình cũng không không sợ mấy, ra không sợ Ngộ Không. Nó ẩn nấp thì mình né thôi. Đấy. Ẩn nấp thì mình chuồn thôi đúng không? Tốc biến chạy thôi. Đặc vụ băng hầu trông trông khá là hầm hố ấy. Viện trợ là Gidu, à cái nhà trợ thủ là Gidu. À, siêu khống chế đấy, mình sẽ phải nâng cái dây kháng hiệu ứng ấy một tí. Cận vệ hoàng gia con thon này thực sự mình chưa thuộc bộ kỹ năng của nó lắm, con này con tướng mới các bạn ạ. Mình thì không thiên về dòng AD, mình thiên về dòng đi tốt nhất là dòng mid, thứ hai là đi trợ thủ hoặc là đi top thôi. AD nói thật với các bạn là không có cái độ nhạy bén không chơi được. À, sao nào, đối đầu với ai đây? Mình lên giày trước nhá. Rồi, đấm hơi bị hay luôn. Hôm trước ở ạc nó chỉnh hơi lạ lạ thì không quen. Ăn một đấm vào mặt. Rồi. Bạn thấy chưa? Cái thằng này. Mày là cái thằng trợ thủ. Nhoi nhoi đấm mày. À đây 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 đây. Đồ rồi, đồ rồi. Mày láo này. Chủ yếu để câu kéo thời gian. Ăn đê, mày chết bây giờ, ăn nhầm mày đấy. Chửi lên ta lại nhức đầu. Đấy, ngày xưa là mình không biết dùng mấy cái đòn đấy đâu. Bây giờ cái gì đây? À bên kia, bên kia thì mình không có lỗi. Tưởng bên này thì hơi hơi có lỗi. À. Thả thính à, thả thính à. Ui giời ơi. Bắn đi. À đâu đấy nào, Ngộ Không vào đây. Ngộ Không giỏi vào đây. Ngộ Không giỏi vào đây. Giỏi vào đây. Ăn hai bình máu này đầy ngay. Đang rông mát quá. À, ngày nắng rồi. Tao đấm cho mày bục ôi trời ơi. Đông thế. À click soi 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 đấm mình. À không ăn được tao đạp đồ. Ui giời, chết chú. Từ. Ui. Kể mà có chiến công đầu thì mình phi vào đấy, nhưng mà hết chiến công đầu nên thôi. Phi vào của đấy sợ không ra được.
bình tĩnh thôi, không đâu vội. Mình lên triệu bùng nổ luôn nhé, không đánh theo phong cách à, lên level hồi máu nó không cần ngọc lệ phượng hoàng đâu, ngộ không đâu, sợ rồi sợ ngộ không thôi. Nào rồi, hay lắm, anh em chờ tôi. Ui giời ơi, thế không chết, thiếu một xíu máu. Ui giời ơi, này phi tên trúng đi, không trúng không nào. Này nào, bình tĩnh. Đấy. Rồi sao? Thế nào nó cũng phải chạy lại ở chỗ này này. Dám phi ở đây không? Rồi. Từ từ các bạn, con này cứ từ, mình vàng vẫn còn nhiều hơn khối à? Không phải vội. Làm gì nóng vội, thường là cũng hỏng việc. À đau ấy. Đau tao đấy. Không phải không biết đau đâu nhá. Trái tim này cũng biết đau. Chẳng muốn tan vào hố sâu. Gì đấy? Trời ơi, có ăn được đâu một ulti. Mình biết là nó thể ở lấp ở đấy nhưng mà nó không thể giết được mình. Nó tung ulti một cái gì cho nó phí à. Đến lúc cần thì không có mà dùng. Nào, thả đi. Tao sẽ ăn lính cho mày, cứ đứng nhìn thôi. Không, tao nhìn được bóng của mày rồi. Thế còn chưa được nhở? Không à, tôi nhìn thấy ông rồi, ông vẫn trong này cho ông xem. Ngộ không trong này, ngộ khá chẩu. À rồi, lên trên này rồi. À anh em phản công, anh em phản công. À, chạy đi rồi. Tao tích lực từ lấy giờ. Có đồ à, có cơ hội giết mà chúng mày, nhưng mà đổi mạng nhưng mà không đổi. Ôi giời, ôi thôi, chạy thôi. Rồi mày phi vô ở trong thì chết thì phải chịu nhá. Ui giời, xin đỡ hay xin được. Thèm lắm đấy. Thèm lắm đấy. Nhìn chấm máu à, nhìn sướng lắm. Ơi giời, bắn chặt đầu à. Ta lại còn chặt đầu ấy chứ. Ai à, vừa đủ hết cái khiên, hay quá. Chỉ là anh em làm gì hổ báo thế. Hổ báo thế. Bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Không đâu mà vội các bạn ạ, cứ từ từ. Gì đấy, thằng nào ấy, bóng dáng ngộ không nó cứ ám ảnh các bạn ạ. À, thằng này cứ định chọi mình ấy. Chọi ấy cút nhưng mà chọi. Thôi là ba thằng, nói chung là cứ ba thằng tấn công mình rút kinh nghiệm là bỏ trụ. Còn cố mà phi vào là mất cả trụ lẫn người ấy. Chạy.
mày lên đằng trời thôi nhá, không chơi với chúng mày nữa nhá, hết giờ chơi rồi nhá. Con này thì đứng ị này. À, tay đại đao à? Đại đao nghĩa là đao to gì? Sẽ có cả bùi hình công thế này. Ở đâu là cái bùi hình mờ to thế này? Thôi từ từ các bạn, không không nên tiếc chiêu cuối. Quả ngộ không áp sát cho nó. Không được dùng chiêu ngay ấy. À, ngộ không vào đây mà đập. Ui giời. Ôi. À, ông ấy có chiêu cuối không khác. Thôi. Tao biết sợ rồi thì phải cho người ta sợ chứ này. Đây 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 đây, đây, đây. Cơ hội. Mày này. Ngon. Ui, nó chạy nhanh quá. Rồi làm cái trụ cũng được. Từ từ thôi các bạn, ngụy có cái có ngộ không ngộ thông. Chạy đi đâu bạn đây? Mày láo này. Đứng ị ở cái trò này là thằng nào ị bậy à mình. Mình ghét nhất những thằng hiểu vậy. Ngộ không này. Không đủ nội năng để thông chiêu cuối à? À, các anh em thấy mình cầm thôi, nước này em bị không chính xác lắm. Thôi đứng ở ngoài đấm thôi các bạn ạ, đấm gọi là đấm trợ uy thôi. Ok rồi, đánh trụ rồi đấy, anh ra anh đây là nút trụ ở lúc này. Ok các bạn thấy nó khan đúng không? Khắc căng. Rất dễ nhìn cái thằng Quyền Vương mang quyền nó không biết đánh mít, nó cầm mít. Thế mà chúng mày cũng vào đánh cao thủ 17 sao được. Mất cả một sao rồi. Bù lại một sao bạn nhé. Đấy, à, ngon đấy. Bảng ngọc chuẩn đấy các bạn. Full bảng ngọc đánh nó cũng dễ. Ok. Team mình đánh cũng tốt đúng không? Phối hợp ngon. Rồi, khác biệt hẳn. Thằng Phoenix đánh hay thật đấy. Còn thật ra là mình hạng 4 nhưng mà 2 3 4 các bạn thì nó như nhau đúng không? Mỗi thằng hạng 1 là nổi trội thôi, còn thằng kia là cái mình 4 0 4 mà các bạn nhìn mà mờ nó hạng 4. Ba thằng sát điểm nhau quá. Ok. KDA quá đẹp luôn, bên đối phương tàn thế. Chả bù ở trận trước. Trận trước đúng về cái thằng nó ngồi nó phá game thành ra mình bị phế. Mất cả công quay video trận trước. Ngồi oai lọ mọ mang đúng không? Ở trận này các bạn nhìn thấy khác hẳn KDA hai trận khác hẳn. Có nhà bạn nào mua thì liên hệ mình vào số điện thoại link Facebook dưới phần mô tả video. Tối nay mà rảnh rảnh mà thấy khỏe khỏe thì lại lên live stream Liên Quân các bạn nhé. Liên Quân tối thứ hai mà đúng không? Có bạn nào mua thì liên hệ nhá. Ra có 500k bao gồm đồ chí. Arc này thì chính là cái arc cũ của ông nó đóng ông mua à. Nên thành ra anh em nào mua thì giúp mình khoảng được khoảng khoảng độ 15 20 ngày sau là mới đổi sử số điện thoại nhé. Bảo mật mình vẫn bao phủ trọn gói. Đấy, các bạn yên chí có bảo hành nhỏ nhất đàng hoàng. Đấy, lỗi hạc hoàn tiền 100% thôi. Đấy, đơn giản đúng không các bạn? Đấy, kênh mua bán của mình thì nó là như vậy. Đấy, ok. Đấy, toàn anh em nói chung là quen biết mua đi bán lại với nhau thôi mà. Đấy, gọi là mình như lấy cái phí gọi là đấy trao từ người này đến người khác cũng như là cái công đăng thôi, chỉ còn đâu toàn mấy anh em quen quen thôi mà bên Quyền Phương 98 các bạn ạ. Bạn nào mua thì liên hệ nhé.